Riêng cái chuyện ông tướng Nguyễn Sơn ấy, phải nói là bác rất bao dung. Bác chỉ phong thiếu tướng, bác phong tướng đại tướng cho ông Giáp là cao nhất, nhưng Nguyễn Sơn rất giỏi, bác chỉ phong thiếu tướng để còn phong dần, để còn rèn luyện thêm nữa. Ở đời có tài có tật, văn võ song toàn. Ông ấy lấy vợ Trung Quốc giỏi, rất giỏi chữ Hán. Ông tham gia quân giải phóng Trung Quốc, đã từng là thiếu tướng rồi. Bây giờ về nước làm cách mạng, bác lại phong thiếu tướng nữa. Người ta gọi là lưỡng quốc tướng quân của hai nước. Nguyễn Sơn không hiểu được ý bác, cứ nghĩ rằng bác không công bằng. Mình giỏi thế này mà có thiếu tướng, bao giờ lên được đại tướng, mà lại còn chơi chữ với bác. Ta là thừa tướng trả xong, lại còn thiếu tướng. Bác lặng lẽ viết cho Nguyễn Sơn một bức thư. Bác đề là gửi Sơn đệ. Đệ là gì các đồng? Đệ là em. Bốn câu như bốn lời của Phật vậy. Tâm dục tế, đảm dục đại, trí dục viên, hành dục phương. Tâm hồn phải cho nó tế nhị, không được lỗ mãn. Làm tướng thì lòng can đảm là quý nhất, phải lớn lên. Đảm dục đại, đại là lớn lên. Đừng bận tâm về danh hiệu, chức tước, địa vị. Những cái đó tầm thường lắm, nay còn mai mất, trôi nổi như một thứ phù vân thôi. Đừng có bận tâm. Người có sự nghiệp lớn không bận tâm về chuyện nhỏ nhặt đó. Tức là bác phê bình đấy. Trí dục viên, trí là trí tuệ, viên là vuông vắn. Người có học thì tư duy trí tuệ phải cho nó ngay ngắn, ngay thẳng, không được sập sệch, gặp đâu nói đấy, gặp đâu nói đấy. Hành dục phương, hành động phải cân nhắc, phải có phương hướng, không được tự phát. Một người thông minh như Nguyễn Sơn đọc lên biết ngay là bác phê bình, chân ăn hận lắm, đến gặp bác xin lỗi. Vui vẻ nhận chức thiếu tướng, rồi bác phong tiếp trung tướng. Chỉ tiếc là đang rực rỡ như vậy thì bị bệnh nặng, bệnh ung thư, rồi mất, mà mất đúng lúc 53 tuổi. Bác dùng người như thế đấy các đồng chí nhé.